Chào mừng mọi người đến channel của một gia đình nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người cái mẫu bàn thờ thần tài rồng mặt đứng nha mọi người. Và chất cây của bàn thờ này hoàn toàn là chất cây gỗ đỏ hay còn gọi là gỗ bên, gỗ cà te. Chúng ta cùng nhau đi xem một phòng sản phẩm nha. Thì đầu tiên là mọi người khi mà mua bàn thờ thần tài, mọi người rất là băn khoăn nó có vào cái số đỏ hay không. Bây giờ mình cùng nhau đi xem cái sản phẩm này nha. Và sản phẩm này là theo hàng đặt nha mọi người. Bình thường kích thước của nó, rồi ví dụ như là mình đo chiều ngang cho mọi người xem này, cái này là ra 61 nhá, bình thường là chỉ có 60 thôi. Và mình cho mọi người coi cái số đỏ này, 60-61 hoàn toàn là số đỏ nhá, nhưng mà mình nhận theo kích thước hàng đặt của anh đấy, anh đặt là 61 nhá. Và chiều sâu này đo cho mọi người xem luôn, nó cũng vào 61 luôn nha mọi người. Và rồi thôi mọi người xem chiều cao này, 90, mọi người có thể thấy ở đây nó là 96,8, gần 97 phải không ạ? Nhưng thực chất ra nó là 97 nhá, tại vì khi mình mài cái sản phẩm này, mình làm nhẵn sản phẩm nên phải dùng cái máy chè làm cho cái sản phẩm nó nhẵn đi thì nó sẽ bay đi một xíu ở lớp mặt nhá. Nhưng mà thực chất ra nó vẫn vô số đẹp nha mọi người. Đây cho mọi người xem cái số đẹp 90 à, 80, 90, mọi người thấy không? Từ 94 đến 99 này, hoàn toàn là số đỏ hết. Mình sẽ xài cái cung ở dưới nhá, tại vì mình mua đồ nội thất thì mình sẽ xài ở dưới. Ở trên là xài cho xay nhẹ. Rồi, phần hai thì mình sẽ đi coi các cái họa tiết trang trí của bên bàn thờ thần tài này nhá. Ở dưới sẽ là chạm chữ phúc này, dưới sẽ chạm đồng tiền này, hai bên sẽ chạm hai con rồng phun lửa này. Và điểm nhấn của sản phẩm này chính là cái mặt rồng này. Đó, mọi người có thể thấy cái sừng nổi lên rất là đẹp không ạ? Chạm rất là sâu nha. Và kiểu này thì sẽ là cột, này là cột. Đây đó, kiểu cột cho mọi người xem luôn. Đó, cột này là cột 12. Đó, và mình khi mình đắp cái tấm này lên đó, tức là nó sẽ nổi lên rất là nhiều nha. Đó, cho mọi người cái khoảng cách này. Đó, nó sẽ ra khoảng 16, 17 luôn này. Rất là to nha. Và nhìn rất là 3D phải không ạ? Đó, mọi người có thể thấy là những cái nét chạm ở dưới phần phía dưới này rất là sâu nhá. Đó, mình sờ là một đốt ngón tay của mình này. Đó, sờ vô này, thấy không? Rất là sâu luôn nha. Cột chạm rất là đẹp nha. Và bên dưới sẽ là mặt nguyên tấm, nguyên tấm chất cây gỗ có đỏ nhá. Đằng sau lưng cũng vậy, nguyên tấm chất cây gỗ có đỏ luôn. Rồi phía bên ngoài sẽ là hai con nghe nha mọi người. Bên dưới nó sẽ là con rồng nha, rồng mặt hổ này, chạm vảy rất là đẹp nha mọi người, cái họa tiết rất là sắc nét. Đó, và mâm cúng rất là, mặt mâm cúng cũng làm chất cây gỗ có đỏ luôn nè. Rồi mọi người nhìn qua chân móng này, chân móng thường thì mình sẽ chỉ có đục mặt hổ thôi, nhưng mà riêng cái chân móng này mọi người có thể thấy có đục thêm cả phần lá ở phía dưới này, rất là đẹp phải không ạ? Theo hàng đặt nha mọi người. Đây cho mọi người xem thêm phần bên hông nhá. Phần bên hông của sản phẩm thì ở bên dưới sẽ chạm hoa sen này, rất là đẹp không ạ? Nước sơn xịt xử lý rất là sạch sẽ luôn nha. Phía trên cũng chạm hoa sen luôn nè. Và bật mí cho mọi người nha, cái mặt này chỉ là dày 0,9 ly thôi nha mọi người. Khi mà đi mua hàng ấy, mọi người cứ ngó phía bên sau này. Đó, cái mặt gốc của trên cái tấm này 0,9 ly thôi nha. Nhưng mọi người có thể thấy là nhìn đằng trước thì nó có vẻ rất là dày đúng không ạ? Nhưng mà nhìn đằng sau ấy thì thực chất ra cái mặt này chỉ là 0,9 ly thôi nha. Và nó được gia cố rất là cứng nha mọi người. Mọi người có thể để những cái mặt nặng lên đây rất là thoải mái, như một ông địa cỡ chừng 20kg lên đây vẫn vô tư nha mọi người. Xin nhắc lại với mọi người, để ống địa từ 15 đến 20kg lên đây vẫn vô tư nha. Tại vì cái thiết kế này nó rất là cứng chắc. Rồi, cho mọi người xem cái tấm lưng này. Cái tấm lưng này hoàn toàn là chất cây cũng có đỏ rồi. Mọi người muốn xem vân cây rẻ hay vân cây thiệt, mọi người cứ ngó vân đằng trước và vân đằng sau, tỷ lệ giống đến 90% là được nha mọi người. Và bản cây là nhìn, mọi người nhìn nó lại thấy là nguyên tấm luôn phải không ạ? Rất là lớn nhá. Thì
với kích thước là chiều ngang là 60 thì giá của nó chỉ có 7,7 triệu thôi nha mọi người. Còn dây thì thôi, size hàng đặt của anh ấy nó lên tới 61 nên giá của nó sẽ là 7,9 triệu nha mọi người. Rồi, nếu mọi người cần tư vấn gì thì mọi người cứ gọi số điện thoại bên dưới cho Mộc nhá. Và đừng quên là hàng giao tới tận nhà khách hàng, không giống như mô tả thì mọi người trả hàng cho Mộc hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Rồi, chào mọi người nhé.